9 triệu này và 10 triệu này, 11 triệu, 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu, 15 triệu, 16 triệu này, 17 triệu này, 18 triệu này, 18 triệu rồi, 19 triệu này và 20 triệu này, 21 này, 21 này. Chú toán thì có vẻ như là đếm tiền nhiều hơn thời gian là chú đếm nhanh hơn các bác ạ. Đấy thì bắt tay với chú coi nhá. Vậy chúc sức khỏe chú nhá. Là chúc chú là hoàn thiện đến công trình này thì là nhận thêm được nhiều công trình khác nữa. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ôi ôi ôi. Đang cầm cái này thì tự dưng cái kia bị tuột. Lại phải nhảy đi xuống đây một tí rồi các bác ạ. Ui ôi. Rồi mất là túi đồ mà làm điện đấy các bác, là còn thiếu. Và thưa các bác thì hôm nay là cháu Đức lại tiếp tục là đi xuống cái nhà của hai ông cháu để mà cập nhật cái tiến độ làm nhà hai ông cháu cho các bác cùng biết. Ở những cái video trước thì các bác theo dõi được rằng hiện tại nhà hai ông cháu thì mà anh em đội thợ đã hoàn thiện hầu như là cái phần xây dựng đấy các bác là đã xong rồi. Và hôm nay thì mà anh em thợ đang đi vào và hoàn thiện nốt thêm là cái phần lắp điện nữa. Mưa thành ra là nó hơi mờ một chút các bác ạ. Không biết là ở chỗ các bác như nào, nhưng mà ở trên cháu Lực thì hai hôm nay các bác, hai hôm nay thì trời mưa, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì là thời tiết đã bắt đầu se lạnh một chút rồi. Đấy, và ở cái video này thì cũng như là những lời đã hứa với lại là mấy anh em đội thợ đấy các bác, rằng là khi mà hoàn thiện nhà xong thì sẽ gửi nốt cái phần công thợ còn lại. Hôm nay thì cháu cũng có cầm theo thêm là khoản tiền còn lại nữa. Hôm nọ thì mấy anh em thợ cũng đã ứng thêm là 5 triệu nữa. Và cái số tiền hôm nay cháu Lực đưa xuống cho mấy anh em đội thợ thì sẽ là thêm là 25 triệu nữa các bác. Đấy thì là cái số tiền của anh em đội thợ thì sẽ hết. Xuống nhà của hai ông cháu lên thì là thầy bây giờ là đỡ mưa một chút các bác. Vừa rồi thì cháu Lực từ trên xá xuống thì mưa rất là nhiều. Nghe là hôm nay là nếu mà cháu Lực không bận chút cái công việc riêng các bác thì cháu Lực là đến từ sớm rồi. Đấy, nhưng mà bận một chút công việc riêng thành ra là không thể xuống sớm được. Để xem là mấy anh em đội thợ là hôm nay đã hoàn thiện tới bước nào rồi. Đấy, có lẽ là cháu Lực xin phép là kết thúc video một tí. Treo cái áo mưa trên này đó các bác. Hôm nay đi xuống là phải mặc theo là áo rét một chút rồi các bác. Nhưng mà quần thì vẫn chơi quần cọp các bác ạ. Trên đông dưới hè. Ở phía bên ngoài thì đã hoàn thiện là hết rồi các bác ạ. Ở cái phần sân này thì hôm qua là vừa mới đổ xong các bác ạ, nhưng mà do là thời tiết là mưa nhiều quá thì thành ra là cái chỗ này là nó bị lún xuống một chút rồi. Như kiểu là không phải là nó bị lún các bác ạ, mà là chỗ lúc mà đang mưa ấy, chỗ này là không che hết ấy, thành ra là nó bị nứt một chút. Ngày mai thì có thể là một tí mà anh em thợ là sẽ sửa lại, nhưng mà cháu Lực ý là sẽ không sửa được nữa, tại vì là thời tiết bây giờ là mưa rất là nhiều các bác. Ở phía bên này thì là không sao cả.
Tôi chào chú Toán nha. Toán đang lắp điện thêm bên này à? Có cần làm mũi khoan không chú? Có điện đâu mà có. À, mất điện nhờ? Mất điện từ hôm qua rồi. Vâng, cháu có cầm. Vừa rồi cháu mua cả mũi khoan ra đây rồi. Có anh chào anh phòng nhá. Ông đi đâu rồi anh? Thấy ông không? Đang cắt cỏ mà chứ. Điện cắt cỏ anh? Ôi ông này trời mưa như thế mà ông đi cắt cỏ nhỉ? À đây anh ơi, em mua thêm cái đồ này. Cái con dao này anh hộ em thay con dao bên kia một tí nhá. Nay em lấy cái con dao mới lên. Anh của em mở một tí. Có cả mũi khoan 6 nữa. Cái con dao hôm nọ thì không biết là à không phải là mối nhà hai ông cháu nổ anh ạ. Ở trên xá có nhiều chỗ nó nổ mà. Có đúng không đấy? Dạ. Đây. Công tắc này này. Nhưng mà công tắc này là công tắc hơi vuông vuông một chút. Đúng chưa anh? Anh hồi em thay cái bảng điện kia bằng cái cầu dao này nhá. Cầu dao ở bên ngoài ấy. Cầu dao này thì sẽ làm cái cầu dao mà để mà khoan ra phía bên ngoài các bác. Đấy, nhưng mà khi mà có cái dây nguồn chạy vào đây ấy, thì đây sẽ là cái áp automat. Có điện không anh? Không có đâu. Sau này thì nếu mà cái app tomat này này các bác này thì cháu Đức cũng đã lý giải các bác rồi rằng là nó chỉ cần một chút là về chập điện thôi thì là nó sẽ tự động là nó sập xuống. Đấy, thí dụ là bây giờ nó đang on này, bây giờ đang on này, thí dụ như mà chập cháy ở đâu một chút là nó sẽ là off luôn. Đấy, trước khi mà đi vào cùng với lại mấy anh em đội thợ thì cháu Đức sẽ đi xem ông là lấy cỏ tận đâu đó các bác. Đấy, xem là thời tiết mưa gió thế này ông lấy cỏ như thế nào này. Đấy, sau khi mà cháu Lực hoàn thiện cái phần sân đấy các bác ạ, thì cũng có một số các bác thì nói rằng là tại sao lại không có đổ đi xuống cái kia các bác, thì cháu Lực cũng đã lý giải rồi. Bây giờ phải đợi ông kè nốt cái khu vực này đã các bác. Kè khu vực này đã rồi thì đổ thì nó mới đẹp, nó mới vuông cái sân được. Chứ còn bây giờ mà cháu Lực đổ ra phía bên kia thì thật sự ra nhìn cái ngôi nhà nó rất là xấu. Thế nên là cháu Lực sẽ không có lựa chọn đổ nữa cô bác ạ. Rất là mong là các bác thông cảm các bác nhé. Đây thì vừa rồi mấy anh em vừa mới hoàn thiện cho nên là với lại cộng thêm một chút là mưa nữa. Thành ra là nó bị hơi nhìn các bác là nhìn hơi bẩn một chút các bác nhé. Ông thì không biết là... Dạ? Ông ở bên kia à? Ông thì chắc là lấy cỏ cũng chỉ là quanh quanh là cái khu vực ở dưới này thôi các bác ạ. Dạ? Cái thời gian này thì là Mạnh thì đi học, thành ra là xuống là cũng không gặp mấy Mạnh là nhiều cả các bác ạ. Cái tương lai của Mạnh thì chỉ có nhờ cái vào cái việc học thôi. Thành ra là mấy cuộc sống của em Mạnh thì với lại ông thì sau này mới đổi được đời được. Đấy, may mắn là được các bác giúp đỡ rồi. Chỗ ăn chỗ ở thì yên tâm rồi. Bây giờ chỉ coi như là em chỉ cần việc tập trung vào học thôi. À, ông mà lấy cỏ tít xuống dưới kia của bác à? Ui. Lấy đủ bó chưa ông? Lấy đủ một bó chưa? Chưa đủ đâu à? À một tí nữa à? Vâng. Ông này không biết là chắc là ông đi đường này xuống không bác? Đi xuống dưới và nói chuyện với ông một chút đã. Rồi thì cháu Đức sẽ quay lại là cập nhật cái tiến độ của mấy anh em đội thợ hôm nay là làm và làm những cái công việc gì các bác nhé. Đấy, sau khi mà làm cái phần sân xong thì các bác nhìn thấy là ngôi nhà khác hẳn đúng không các bác. Đấy, mai thì cho ông là dọn thêm là cái phần gạch vụn nữa. Đấy, ông mà lấy ra cả rau lợn của các bác này, cho Đức thấy là cả đố nữa. Cái này là cái đồ đen đấy các bác, chắc là ông để mà tối nay là ông sẽ để nấu cơm này. Hôm qua cũng chỗ này khe suối này cũng chảy rất là nhiều nước các bác này. Các bác nhìn thấy là những cái cây nó bị đổ hết rồi.
Ui, ông ấy lấy lâu chưa? Đã? Một lúc rồi à? Tôi hết người rồi không? Tôi hết người rồi. À, ông gửi một lời chào tới các bác này nào. Chào các bác, các chị nhá. À, ông hôm nay là chơi nguyên là bộ áo mưa. Bộ áo mưa này trước là cũng được các bác gửi đến cho nè. À, đi cắt cỏ này thì có thích hợp là đội đội áo mưa thôi. Vậy ở dưới kia thì là nước suối là chảy rất là nhiều các bác ạ. Chảy rất là xiết luôn. À ông lấy được nhiều rồi không? Ở phía bên kia cũng có các bác ạ. Cái chỗ này là không phải là ruộng của nhà ông đâu các bác. Ruộng của nhà hình như là của nhà Quyết hay sao ấy. Cỏ thì nó có nhiều ấy, thành ra là trâu thì mùa này thì ăn cũng không hết. Vâng. Vâng. Thế mà để mà rộng quá thì chuột nhiều ông nhỉ? Hôm nay là hai chị với lại là cô của thợ không ra làm à ông? Lắp điện ông nhỉ? À. À. Ông cắt chỗ này được chưa ông hay là cắt thêm nữa? À. Được rồi ông? Đủ rồi à? Vâng. Ui mưa này thì phải đúng là phải nói là đi lại cực kỳ khó các bác. Đi này giấm những cái chỗ đất này toàn là cái đất mềm thôi. Vâng. Ông không cắt cỏ voi này à? À cỏ voi nó không cho cắt à? À thế cho cắt mỗi quả dại thôi ông nhỉ? Vâng. Wow. Thời tiết thì hiện tại là đang mưa phùn một chút các bác ạ. Cái bông lúa này là nhìn cái thửa bên này thì có vẻ như là còn lúa một chút, nhưng mà nhìn là cái thửa bên dưới thì chắc là cũng chả được bao nhiêu đâu các bác. Trông là lên có mấy bông thôi. May mắn là có duyên với các bác rồi. Lúc mà đi ra ruộng, ra nương làm vất vả như này, về nhà còn có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng. Đấy, như trước kia thì là ra ruộng, lồng làm vất vả bao nhiêu, về đến nhà thì ở trong một cái túp lều mà phải nói là rất là nhỏ các bác ạ. Đấy, như các bác nhìn thấy là cái ngôi nhà cũ của hai ông cháu đấy các bác. Đủ chưa ông? À. Chắc là ông mà cũng ra đây để lâu rồi đấy nhỉ? Đây là lấy luôn cái dây này buộc à ông? Ừ. Lên trên rừng là lấy cỏ là đôi lúc là không cầm theo dây là toàn phải làm thế đâu á. Dùng cái cỏ dài này làm dây thì cũng rất là chắc chắn. Nhà Quyết là trên kia là có mấy chỗ là bị sạt đấy ông nhờ. Vâng. Năm nay thì phải nói là chuyện nước về nhiều nó. Với lại là
bà con trên vùng cao đâu các bác, rất là ám ảnh, rất là ám ảnh mưa này, vì là mưa đúng rồi, rơi xuống dưới kia ông ạ, vì là mỗi lần mưa nó là một cái lần mà sạt lở. Có quả sấm to này trên những con châu, con châu họ chết đấy. Trên kia. Bên kia không? Trên kia đấy. Lúc hôm qua mà trời sấm to to đấy á. Ừ. Có bò nó thịt ăn rồi. Nhưng mà châu bị sét đánh như này thì còn ăn được không không? Thấy họ ăn mà. Họ vẫn ăn à? Ừ. Người dân ở trên vùng cao thì là tài sản quý nhất thì là tài sản châu bò thôi. Và nếu như mà tài châu bò mà bị làm sao là phải nói là thiệt hại rất là lớn đúng không? Không có châu không có bò thì không có thể mà cày được. Cỏ này là ông lấy để dành ngày mai đấy không nhờ? Đấy cũng cho một nửa khi chơi non. Là một tí nữa cho một nửa không? Tháng này cũng lấy một bó thế này cho nó ăn hết rồi. Đấy, mùa này thì chỉ có thích hợp là đi ủng với lại đi áo mưa thôi ông nhờ? Ừ. Ui ôi trời, ướt thì nặng đấy. Bó của ông thì là nếu mà trên trời nắng thì chắc đâu đó tầm độ là 20 cân thôi, nhưng mà trên trời này thì chắc độ tầm là 30 cân đúng không bác ạ? Ông thì lúc nào cũng thích là chơi bằng đầu thôi. Ơi cẩn thận ông nhá. Đi vào đường nào không? Đi lên bờ dồn đi nhá. Vâng. Đây ông đi cẩn thận nhá. Rất cẩn. Ông nuôi trâu thì cũng thấy rất là tội của bác. Những ngày trời nắng thì chả sao, nhưng mà những ngày trời mưa này trâu của ông là không có chỗ nào để mà buộc cả. Nhưng mà sau này nếu mà hoàn thiện nhà cho ông rồi thì xem là với ông là làm sao mà thích cho ông thiết kế như nào để cho ông làm cái chuồng con trâu ông. Từ trước đến giờ cháu Lực về cháu Lực đã nhìn thấy là chưa nhìn thấy chuồng trâu của ông bao giờ cả các bác ạ. Toàn là buộc vào những cái dưới hủm với tre này hoặc là buộc ra tít bên kia thôi. Rác còn sắp không nhìn thấy người đâu rồi. Liềm của ông rơi đây này. Liềm của ông rơi đây này. Sân này thì bây giờ là thoải mái rồi này, có bác này sân này. Này đi được không ông? Này phải cúi xuống đấy ông ạ. Ngôi nhà cũ của hai ông cháu thôi. Ui ui. Chỗ này thì có lúc nhìn thấy là bị sạt này các bác này. Chỗ này chỉ bị sụt trước rồi. Trước là ông lấy châu buộc đấy, thì ra là châu húc ấy. Hôm nay buổi đêm là ông có buộc trâu ở đây không? Buộc trâu ở đây thì đây hết rồi. Chắc là buộc trâu ở đây thì nếu mà trâu nếu chuyển kia tối mưa to ở đây mà trâu kéo phát là nhà này chắc bay quá. Ừ.
lại trâu của ông này buộc ở ngoài này có bác này buộc. Ừ. Chỗ để thì không có đâu. Tội lắm. Quay xong rồi được không? Nó con này dài nó húp gãy đi nó mới ăn lúa đấy đấy. Vâng. Nó đây, không nó. Đây là buộc mà không cẩn thận đấy các bác này. Trâu là sổng ra là ăn hết lúa này. Không bỏ gì ăn hết cái này là chắc phải tầm độ là mấy cân rồi đấy. Để cho ông mà lấy cỏ đây thì một chút nữa thì có được xe cụ ông đi ra bên nhà để mà thanh toán cái phần công thợ của mấy anh em đội thợ là còn lại không bác ạ. Xem cái công việc của anh em đội thợ thì hôm nay đã hoàn thiện tới là mức là tới chỗ nào rồi. Nuôi được một con trâu mà lớn lên này hay là nuôi được một con vật mà lớn lên ấy thì cũng không phải là đơn giản các bác ạ. Nếu mà như có trâu có chuồng trại thì chả sao cả, nhưng mà đối với ông thì nhà còn không có thì huống chi là lấy cái gì cho trâu để ở các bác. Bây giờ thì chỗ ăn chỗ ở của ông thì đã kín đáo rồi, thì sau này thì cái để ông là đi lên kinh rừng này các bác này đặt thêm một chút cây cối của ông về để ông tỉa tóp làm một cái chuồng nhỏ nhỏ như chút cuốn kia người các bác này. Cho ông mà làm bằng thủ công cũng được. Chí rồi. Hôm nay là cho nó ăn thế này thôi à ông? Ăn đến tối thì không no cho một tí. Thế là cái này là để ngày mai đúng không? Vâng. À, để sáng sớm ngày mai là cho nó à không? Chốt kiên rồi, sáng sớm dậy sớm không có nó cứ quay đi quay lại. Vâng. Đằng sau của ông có một sợi cỏ kìa ông. Để nó tí tùy ra. Từ ông để cho cháu lấy ra chứ. Đấy, đây này. Ồ, không biết cái này cái gì đây ông? Ừ. Cái này dính vậy à? À, chắc dính đâu về đó. Cái gì dính đâu về? Một cái gì nữa? Chắc là nắp cái gì đây ông ạ? Ừ. Trong cái cỏ gì? Này nó bị rơi vào đây. Này đêm ông lại có lấy trâu buộc ở đây không ấy hôm qua ấy? Có buộc ở đây đi. À vâng. Ông rửa tay nhé, cháu đi vào xem là mấy anh em ở thợ là. Vâng. Hoàn thiện là thêm cái gì là anh Phong thì đang chỉnh lại là phía bên ngoài là một chút thôi các bác này, cái phần là phào chỉ bên kia thì xong rồi anh. Bên này thì xong rồi các bác này, còn cái phần một chút mặt là phần là dưới chân thôi. Mưa này thì cũng không thể tránh khỏi được là khi mình đi dép từ bên đi dép rồi các bác là chân mình ướt đấy, đi vào nhà là nó bị ướt hết. Hôm nay là các cô là không các chị là không không ra cùng nữa à anh? Không, hôm nay chả biết làm. Công việc này là bây giờ là để mà chuẩn bữa phụ hồ thì hết rồi nhà anh nhỉ? Vâng. Thế hôm nay là buổi cuối chưa anh? Cuối rồi đấy, hôm nay là buổi cuối cùng rồi đấy. Cuối cùng rồi á? Vậy hôm nay là buổi cuối cùng của mấy anh em đội thợ là làm nhà rồi các bác ạ. Một phải nói là nói từ đến buổi cuối cùng cảm giác như là lòng buồn quá anh ạ. Hôm nào ra mà hai tháng nay mà hôm nào ra cũng gặp các anh là ở đây làm mà bây giờ tự dưng mà ra mà không nhìn thấy các anh nữa. Đấy, ở đây thì là cũng bắt buộc các bác ạ. Khi mà xong việc thì bắt buộc là phải thế.
người ta bảo là cái công việc nào thì cũng chỉ làm một thời gian thôi chứ. Và sẽ sau này thì nếu mà có duyên với lại là các bác cô chú thì đồng hành trên những cái chặng đường, trên những cái công trình khác nữa. Cái phào chỉ này thì hiện tại là ngôi nhà thì vẫn chưa sơn ấy, thì các bác sẽ nhìn thấy là nó chẳng có gì gọi là đặc sắc cả đấy, nhưng mà nếu mà khi sau này mà sơn ấy thì nó sẽ đặc sắc hơn, nó sẽ nhìn nó đặc sắc hơn nhiều các bác ạ. Đấy, những cái nét nổi bật của cái ngôi nhà của nó, cái ngôi nhà. Đấy, cho chú, cho anh phòng là làm ở bên ngoài thì có được sẽ đi vào bên trong nhà xem là công việc của hôm nay là các chú là hoàn thiện những cái giai đoạn nào các bác nhé, hoàn thiện chỗ nào nữa. Vừa rồi nghe anh phòng nói bảo là buổi cuối cùng ấy, chú Toán là cháu buồn quá. Hôm nào ra cũng gặp các chú mà tự dưng mai kia xuống là không gặp các chú nữa thì. Có mà, các chú ở đây thì thường cháu cứ về, là hai ông cháu cứ sang chơi. Vâng. Gần đây mà. À. Hôm nay là không có điện, là chỗ này là lấy tay đục với chú nhỉ? Vâng, đục tay hết. Vâng. Hôm nay nó biết là mất điện là máy bị cắt thành đố hết đó. Vâng, không ai biết trước được cái điều gì ấy chú. Đấy. Hôm nay thì hôm nay thì các chú là đục bằng tay này các bác này, điện này thì là không làm mà nó nổi ra mà làm nó chìm, cho nên là phải đục vào trong lộ tầm đó là 5 phân gì đấy. Thời tiết thì là mưa tầm tá này các bác này, mưa suốt ngày suốt đêm là cứ như thế thôi. Ngày mai là công việc của hai ông cháu mình đấy ông ạ. Bên này thì bóng điện thì các anh các chú thì cũng đã lắp xong rồi các bác ạ. Đấy. Cái công tác này thì sẽ là cái công tác ở trên này các bác nhé. Nhìn là công tác trong rất là đẹp. Bên này thì là các chú vừa mới chắt lại xong cho nên là nó hơi bẩn một chút, một tí nữa thì quét lại một chút thôi. Tí thì lâu cái là nó bóng loáng luôn. Cái bóng này thì là ở trên này các bác, kèm theo là một cái phích điện là cắm điện nữa. Cái ổ điện này thì là nó sẽ rất là an toàn các bác ạ, kể cả cái công tác áp tơ mát này, với lại thêm là cái ổ điện này nữa. Cái này thì nếu như mà kiểu trẻ con ấy, trẻ con hay dùng cái cây là que sắt của bác này, chọc vào này. Chọc vào thì là ở đây nó sẽ có một cái chốt. Và nó sẽ có một cái chốt cho nên là trẻ con nó rất là an toàn về cái vấn đề khi mà dùng cái bảng điện này. Nhà vệ sinh thì có các chú thì cũng đã lắp xong rồi. Ra phía bên này thì vẫn còn là thêm là một cái ổ điện nữa, vẫn chưa có hoàn thiện các bác. Biết là cái toilet này lắp toilet này thì lắp xong rồi các bác nhé. Ở đây thì hiện tại là vẫn còn dư rất là nhiều các bác. Thì gọi ông ơi. Ông ơi. Ông ra đây không? Cái ống bên này là cái ống để mà thoát nước được các bác nhé. Ngày mai thì sẽ cắt ra cho nó vừa. Đấy. Ông nhìn thấy cái này là ổn chưa ông? Nhìn thấy cái này to này bây giờ chưa? Cái to này chưa thấy rồi nhỉ? Đấy, sau này là ông vệ sinh xong nhá. Cháu sẽ mua cho ông là sau này là những cái cỏ ấy. Vệ sinh xong thì ông cỏ trong này là sạch sẽ một chút thì nó sẽ không có mùi cả ông nhá. Đấy, khi mà vệ sinh thì ông là đặt cái này xuống này. Đấy, đặt vệ sinh đâu nhá. Mạnh nước vệ sinh xong thì là ốp cái này này. Đấy. Mặc dù là những cái điều này thì đối với lại là người khác thì nó rất là dễ dàng quá, nhưng mà đối với ông thì nó ông chưa tiếp xúc bao giờ và chưa dùng ấy, thì nó sẽ ông chưa nhìn thấy bao giờ. Cái này là cái bồn, chỗ này là chỗ sửa xả nước không ạ? Xả nước ở bên dưới này xuống à? Đúng rồi ông. Ông thử đứng vào kia xem là người của ông là có đứng vừa đấy không? Ông đứng vào đây này. Ông đứng vào đây này. Đấy, ông đứng vào đây. Đấy ông quay rửa đây xem là có vừa không?
đây đây à? Đây vừa đấy, cái tay là vừa đúng không? Vâng. Đó. Đấy, chỉ sợ rằng là làm mà chật quá là không có đứng được các bác ạ. Sau này là lắp thêm một cái bồn rửa tay đây nữa thì ở dưới này là ông để đồ. Để đồ nó không bị những cái giặt gội xà phòng các kiểu mọi cái. Này là thay trong là cái cầu dao mới nhau nhá. Vâng. Cầu dao này thì là lắp ở phía bên ngoài đâu các bác ạ. Lúc nào mà trời mưa sấm sét ấy thì ông lắp cái cầu dao này. Thay cái bảng điện này, bảng điện này từ hôm qua là không biết tự dưng lại nổ ống đóc đóc của bác ạ. Rất là ghê. Nhưng mà không phải là riêng cái ổ điện ở dưới này bị cả các bác ạ, ở trên sáng thì nó cũng bị cả. Kho bảo đâu cũng nổ mà. Wow. Bản điểm. Qua đây sấm sét ghê quá. Thì ra là nhìn đâu đâu cũng nổ. Ngày mai thì là công việc những công việc còn lại thì sẽ là của hai ông cháu mình đấy. Hai ông cháu mình dọn dẹp ở đây thì tại là nó có bụi rồi các bác. Quét cái là nó ra rồi. Quét đâu đó tầm độ 50 phút là nó sạch sẽ rồi. Bóng điện ở trong nhà thì là phía bên này một bóng nữa các bác này. Và thêm là phía bên này một bóng nữa. Đầy đủ hết rồi. Trong nhà tắm cũng có mà trong buồng ngủ đến dưới phòng là cũng có thêm là một cái nữa. Mai thì vừa chắt lại thêm một chút nữa không ạ? Chỗ này đấy. Một hai ngày tới thì hoàn thiện xong nhà một cái cô bác thì bây giờ thì cháu được xế ngày mai kia thì sẽ gọi thợ cấp cứu lên người ta để cho đo hết những cái cửa này, cửa sổ nhà của hai ông cháu thì sẽ có ba cái thôi, phòng khách chung nhau với lại là nhà bếp, còn phòng ngủ thì mới phòng là một cái thôi, còn trong nhà vệ sinh thì không có lựa chọn làm cửa sổ cả, làm cái ô thoáng ở trên này thôi. Ba cái ô. Tiết hôm nay có vẻ là xe lạnh đúng là anh nhỉ? Thế là xịt xịt mũi đấy. Cao này tí có vẻ bác giáo không anh? Này, phần dưới chân như này là một tí là cũng làm luôn chứ anh? Dưới chân này này.
chú Toán là phía bên này là lắp cái ổ điện là cuối cùng rồi chú nhỉ? Vâng. Này là bây giờ là lắp điện xong đâu bác, là vẫn chưa thể làm được cái dây tổng này đâu. Cái dây này thì một tí nó điện không về là cắt được luôn chú nhỉ? Nhưng mà vẫn phải cắt cái dao ở trên đó nhỉ? Không là tí đang làm bây giờ này có điện hết thì. Cột lớn á. Nhưng mà đây là mình nhà ông hỏng hay là có nhà ai không? Không hồ điện hả chú? Hôm qua thì sau cái trận mà sấm sét rất lớn này là mất điện là khắp nơi đấy chú nhỉ? Nhưng bên trên này có. Vâng. Cái bảng điện này là lắp cái ổ điện này là lắp khó hơn so với lại những cái ổ điện mà thông thường các bác ạ, ổ điện đấy phải nối từ dây nọ ra dây kia thì nó mới có được điện. Nếu mà lắp cái bảng từ cái bảng ổ điện mà lắp ổ điện nổi kia thì nó lắp rất là dễ dàng thôi. Chú Toán thì là hoàn thiện thêm một nốt một cái ổ điện nữa thôi là cũng xong rồi các bác. Còn anh phòng thì chắc là hoàn thiện thêm là nốt cái phần ở phía bên ngoài đấy thôi. Hôm nay bây giờ là phải tới thang rồi nhỉ? Trên này là anh cũng chưa hoàn thiện đâu. Hoàn thiện nói là hai cái phần ở dưới thôi các bác. Đây thang đây này. Thang chuẩn bị sẵn đấy rồi. Thời tiết thì bây giờ lại mưa bắt đầu là đổ mưa về lớn hơn cô bác, mưa về nhiều hơn. Ngày hôm nay là coi như là mưa từ buổi sáng là đến là bây giờ là vẫn chưa có tạnh rồi. Cái kia em cho anh nhỉ? Đây cái này đúng không, chỉ có nguyên cái này thôi thì mãi mới có. Đây là anh đang lắp thêm cái vòi nước vào trong nhà vệ sinh. Cái bồn toilet này các bác này thì chúng tôi không lựa chọn là cái mà nó nối liền luôn, tại vì nếu mà cái nối liền luôn là cái phần trên này cái này bị gáy thì nó bị thủng thì là phải thay cả cái cả toilet này thì mới thay được. Còn như cái phần là trên này nếu như mà sau này cái này nó bị thủng hay là nó bị hỏng ấy, thì có thể là mình thay nguyên cái cụm trên này được, thì là mình không phải là thay dưới. Cái phần dưới thì hầu như là không bị hỏng rồi, với phần trên thì nó hỏng nhiều thôi, tại vì ở trong này là nó có cái như kiểu là cái máy bơm nước này kia đúng không bác. Ông thì đang một mình là dọn quét phòng bên này này các bác này, quét qua cái thì là sạch bóng là tinh tương luôn rồi. Cái kia cũng vừa đúng không anh? Sợ là không vừa lại phải đổi lại thì mai mới lại ra được đấy.
Ôi, bây giờ mưa nhiều quá, một tí nữa là không biết là về như thế nào đây không bác ạ. Chắc là về số nhà hàng cháu thế nào thì về thế đấy thôi, không có không phải bỏ áo mưa, lúc nào cũng phải áo mưa dính. Cái con dao này là không để ở trong nhà đâu bác nhé, sẽ để gắn ở phía bên ngoài, cái ngoài mặt tường này, ở bên kia một cái. Đây thì có một cái dây điện, là cái dây điện tổng nó sẽ chạy ra bên kia. Cái này là gắn ở tít ở phía bên ngoài thôi anh nhỉ, cái con dao to kia. Gắn ở mặt, gắn ở tận là mặt phía mặt bên này đâu bác. Đây, gắn ở cái dây điện này này các bác này. Đấy, sau này thì sẽ là để một cái con dao lớn ở đây này các bác này. Chứ không kéo cái cả cái dây điện đen đen này đi vào trong nhà đâu. Dây điện đen này thì là chỉ có là kéo ra đến đây thôi, xong là đi từ cái dây này vào. Cái dây này thì là rất là yên tâm rồi, dây Trần Phú này rất là bền. Chú là xong chưa chú? Xong à? Thế xong à, để cháu gửi cái khoản khoản tiền còn lại cho các chú ấy nhỉ. Đợi chú là hoàn thiện thêm một số đất của bác thì sẽ cùng ông là đi gửi hết cái phần công thợ cho mấy em được thợ. Đang thưa bác đang ngồi nghỉ ngơi với lại là các chú thợ một chút của bác. Hôm nay thì mấy em thợ thì cũng đã hoàn thiện xong là hầu như là hết cái trách nhiệm của mấy em thợ rồi của bác. Và ở cái đầu video của bác cháu được cũng là nói rồi là hôm nay sẽ là gửi nốt cái phần tiền còn lại là cho các chú, là trước là gửi là các chú là hiện tại là bây giờ là còn 25 triệu, thì cháu sẽ gửi trước cho các chú, còn một số những cái chi tiết nhỏ nhỏ phía bên ngoài thì các chú là sẽ hoàn thiện cho cháu thêm chú nhá. Mình cũng sẽ có số một số các bác là chắc là cháu được hoàn thiện gửi như thế này các bác, thì một số các bác lại nghĩ rằng là tại sao lại không có gửi hết, tại sao lại không có cho các chú thợ hoàn thiện hết thì mới gửi cho các chú thợ, cho các chú một lần. Ngày mai thì chú Toán là chú là bận công việc của chú rồi, thành ra là chú không ở nhà. Không ở nhà thì gửi cho một mình ở anh Phòng thì cũng được thôi, nhưng mà hôm nay thì có cả chú ở đây thì gửi cho cả chú với lại cả anh Phòng luôn. Lần nào thì gửi cũng đều có cả mỗi là lần là làm hợp đồng là không có chú thôi. Ông à, ngày mai là mấy em thợ là không ra nữa đâu ấy. Ngày mai nếu mà hôm nay là mấy em thợ hoàn thiện là mai là công việc dọn dẹp còn lại là mấy ông cháu mình khắc làm đấy. Các chú thì khi mà nghỉ ngơi thì không thể thiếu được cái món thuốc lào này các bác này. Thì trước khi mà đi gửi cái số tiền còn lại cho các chú thợ thì cùng các chú thợ là nói chuyện với nhau một chút đã, rồi thì sẽ đi vào và gửi nốt cái phần khoản còn lại các bác. Hiện tại thì là bây giờ là vẫn tầm độ là 3 giờ chiều ấy, nhưng mà hôm nay thì do là mưa nhiều quá thành ra là không có ánh sáng là nhiều cả hôm nay ấy. Đấy, ông thì hôm nay là gửi tiền cho thợ thì có lời nào muốn nhắn nhủ cho các bác không ông? Tiền giả cho thử thì cố mừng cho các thử là các chỉ giúp được, tiền giả cho thử xong thì và bảo vấn đề tốt rồi. Hôm nọ là cùng với lại các chú thợ là còn trêu ông một chút của bác ạ, trêu rằng là nếu như không có tiền là lấy trâu của ông đi. Ông có sợ lấy trâu của đi, lấy trâu của ông đi không? Hả? Một con trâu. Con người đấy của em nuôi mới nuôi một nở chưa bán là một nở thôi nhỉ, ông có phân để vào dùng vẫn không tốt rồi. Như hôm nọ thì nếu mà cái số tiền còn lại thì nếu mà để một con trâu của ông thì liệu là có vừa tiền công của các chú không? Không vừa đâu à, trâu chỉ được 22 thôi, chỉ được 22 triệu đó, 22 đến 23 là căng nhất rồi đấy. Vâng, trâu như này nếu mà ngày mấy năm trước là như con trâu này nó phải rơi tầm khoảng 30 triệu. Vâng, nhưng mà mấy năm nay là không được rồi, hôm nay nó phải rơi tầm khoảng 2-3 triệu là quay lại. Năm mấy năm nay thì có vẻ như là từ lúc mà dịch thì sao chú nhỉ? Vâng, từ lúc là dịch Covid là bắt đầu là cảm giác như là
giá trâu bò này kia là cũng xuống giá rất là nhiều. Tôi biết đấy là trâu bò có viêm da nổi cục là nó xuống từ cái đấy. Vâng. Thế chú thì cho cháu hỏi thì ngày mai là công việc của chú là đi xuống huyện là chú là đi học thêm lớp gì chú? Đi tập huấn là thú y à? À thú y ở trong thôn bản đúng không chú? Vâng. Thế là chú đi như này thì độ tầm trong là mấy ngày thì chú mới hoàn thiện xong là cái công việc của chú? Chú đi tầm khoảng 2 ngày. Đi 2 ngày là chú tập huấn lớp là tập huấn này là người ta hướng dẫn mình kỹ năng là mình chăm sóc này kia chú? Vâng, chăm sóc với là dịch bệnh với tiêm phòng. Vâng. Lợn, gà, chó, mèo ấy. Bây giờ thì có dịch xảy ra thì nó hướng dẫn thì áp dụng làm theo hướng dẫn của những tập huấn là cứ làm theo hướng dẫn. À vâng. Và cho bà con nhà nào nó báo đến là châu bò bị ốm là thế này thế nọ thì cả con lợn nó bị ốm thì là làm thế nào để báo mình thì là có thuốc gì hoặc là bảo là đi mua thuốc gì đó là kiểm tra xem là nó thuộc dạng bệnh gì. Vâng. Một năm là đi tập huấn một lần hai lần. Vâng. Đấy, bây giờ thì cái hầu như là ở trong thôn bản ấy có thời điểm này thì là có rất là nhiều cái dịch, nào là dịch lợn này, dịch chó này, dịch gà, dịch trâu này, thành ra là bây giờ nó bắt đầu là bên chính quyền người ta cũng đẩy mạnh là cái công việc này nhiều hơn đúng không nhỉ? Đang ngồi nói chuyện là đợi anh Phòng thêm một chút đó các bác. Anh Phòng thì đang có điện thoại, không biết là anh Phòng có nhận được công trình nào chưa anh nhỉ? Chú nhỉ? Và mong rằng là sau khi mà các chú hoàn thiện thêm cái ngôi nhà này thì cũng chúc cho các chú là đi nhận thêm được những công trình khác, có thể là lớn hơn công trình này hoặc là có thể là lớn hơn nữa cũng được đấy. Nhưng mà cái công trình này thì là chú thấy là so với lại trước kia thì chú thấy là vất vả không chứ cái công trình này? Chú làm công trình này là vất vả nhiều hơn bởi vì do là vận chuyển khó khăn. Vâng. Đường đi lại rất là khó khăn bởi vì đi làm đâu thì đường ô tô đến, đường xe máy đến, vật liệu nó được tập kết. Vâng. Còn ở đây thì xe máy cũng không chở được đến, nó phải tời, phải vác. Vâng. Nhà này cũng là vất vả hơn gấp đôi rồi. Gấp đôi. Anh Phòng, anh ngồi ở đây anh. Chú đi làm đâu cũng chưa được lại nhận cái nhà là chuyển cả vật liệu tất với là làm xong cả nhà như thế này cả. Vâng. Có nhận là xây chắc bắt điện nhưng mà vật liệu thì không được vận chuyển, nhưng mà do cái nhà này cũng là nhiều người là nó cũng không giảm đổ xuống. Đấy, phải nói là chia sẻ với chú là trước khi mà cháu tìm đến đội thợ của chú là anh Phòng ấy thì cũng có cháu cũng có tham khảo thêm là nhiều số đội thợ khác, nhưng mà hầu như đa số là người ta không có nhận vận chuyển vật liệu ạ. Toàn là muốn là thuê riêng thôi, tại vì thuê riêng thì có thể là nó sẽ đắt hơn đấy, nhưng mà có thể nó cũng sẽ rẻ hơn. Nhưng mà đối với lại việc thuê riêng này thì như kiểu mình khoán ấy, khoán ví dụ như một xe cắt là bao nhiêu chẳng hạn, nên có chắc chắn là nó sẽ gấp đôi hơn là cái việc mà khoán cho chú là một mạch luôn. Nhưng mà như thế thì nó cũng là đỡ đối với cháu thì nó cũng đỡ đau đầu một chút. Anh Phong ngồi đây không? Có bản đồ nó có 32 hồ, có từ đây sang bên kia chưa ai là chở được vật liệu về làm một cái nhà gỗ. Vâng. Như thế này cả. Còn đi là làm nhà gỗ, nhà sàn thì đi vác cây từng ít một thôi, nhưng mà cái đường chuyển vật liệu đấy thì nhưng mà nhiều nhà nó có thì nó cũng không vận chuyển vật liệu được. Vâng. Nó có tiền làm nhà nhưng mà lại không vận chuyển, nó lại khác bởi vì là đường không về được ấy. Vâng. Thế là cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà cũng là ngôi nhà xây đầu tiên ở cái bản này, cũng ngôi nhà đấy. Vâng. Nói là thực hiện ngôi nhà ở trên bản của em Sử cũng thế các bác, thì cũng là ngôi nhà đầu tiên mà cháu được thực hiện là làm bằng xây này. Và cái ngôi nhà hai ông cháu tiếp theo thì là cũng là cái ngôi nhà mà đầu tiên ở bản. Tại vì là cái từ trên đường lớn xuống thì các bác nhìn thấy là cái quãng đường nó đi nó rất là khó, thành ra là bạc một số hộ dân khác là không đủ điều kiện để mà làm một cái ngôi nhà, có thể là có những công trình phụ thôi chú nhỉ. Vâng. Bây giờ thì nói chuyện thì cũng đã nói chia sẻ tâm sự với chú là từ nãy đến giờ rồi.
Anh Vọng thì mai thì anh em mình không được gặp nhau thì chắc là cũng hơi nhớ nhau thôi nhỉ. Đúng rồi, anh. Anh Vọng thì có hơi cháu Lực là có 3 tuổi đâu bác, nhưng mà có thằng Cò là 2 tuổi rồi. Đấy, lấy vợ cũng rất là sớm nhỉ. Muộn đấy, không sớm đâu. Muộn đấy. Năm nay thì là 27 đúng không anh? 3 tuổi là năm nay 27. Đấy, và trước thì là thanh toán cho một lần là cho với lại là anh Phòng, và có một đợt thì là cho chú Toán với cả anh Phòng nữa, và thêm là đợt này thì là tiếp tục là thêm là gửi cho các chú nữa, là cái số tiền còn lại là 25 triệu đồng đúng không nhỉ. Hôm nay thì toàn là tiền chắn thôi. Đây cháu điếm cho ông nhá. Đây 1 triệu này, ông cầm được không? Đấy 1 triệu này, 2 triệu này. Tiền này thì là tiền của Mạnh Thường Quân thôi, cho nên là cháu Lực là chỉ là người mà làm cầu nối thôi. 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Ông điếm lại một lần nhá. 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu này, và 10 triệu này, 11 triệu, 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu, 15 triệu, 16 triệu này, 17 triệu này, 18 triệu này, 18 triệu rồi, 19 triệu này, và 20 triệu này, 21 này, 22 này, 23 này, 24 này, 25. Đấy, còn dư ra là mấy trăm mấy cô bác, nhưng mà cái này thì của cháu Lực rồi. Đấy. Bây giờ thì ông đưa cho chú Toán là đưa cho anh Phòng để đếm xem là đủ cái số tiền là 25 triệu không ông? Cho chú Toán đếm đủ 25 triệu nha chú. Đủ chưa chú? Đủ đúng không? Chú Toán thì có vẻ như là điếm tiền nhiều hơn, thời gian là chú điếm nhanh hơn cô bác ạ. Đấy thì bắt tay với chú coi nhá. Vậy chúc sức khỏe chú nhá. Là chúc chú là hoàn thiện đến công trình này thì là nhận thêm được nhiều công trình khác nữa. Và cháu sẽ mong rằng là sau này mà nếu như có chương trình nào thì các chú cháu mình lại đồng hành với nhau. Vâng. Đấy còn và đây anh Phong này, cũng chúc sức khỏe nhá. Chúc anh nhận được nhiều công trình ở bản nữa, và nếu mà được thì nhận thêm những cái công trình mà cao cao tầng ấy nhỉ. trước khi mà kết thúc cái video thì chú có muốn gửi lời nào tới các bác khán giả trong thời gian qua thì cũng đã theo dõi cũng như là đồng hành cùng với lại là chú cháu mình ở cái ngôi nhà hai ông cháu không chú? Có ạ. Cháu xin chúc sức khỏe các cô, các chú, các bác là cũng được quan tâm với là thấy giúp đỡ các ông với là các cháu, cũng các cháu cũng với cháu được cũng là cũng kết nối được làm công trình với nhau rất là vui vẻ, không có cái gì với là cảm ơn các bà cô chú anh chị ạ. Đấy, vậy là kết thúc cái hợp đồng của chú Sáu mình đấy, một lần nữa bắt tay chú. Hay còn là anh Phong ấy, anh có lời nào muốn nhắn nhủ tới các bác không? Ngày mai thì anh em mình là khu gặp nhau ở trên màn hình điện thoại rồi ấy, màn hình máy quay rồi ấy. Ngoài thì anh em mình chắc là gặp nhau chỉ có gọi điện cho nhau, mời uống nước này gì đấy. Lời đầu tiên cho con xin gửi lời chào tới ông bà cô chú anh chị. Đến thời điểm hiện tại thì ngôi nhà hai cháu thì đến thời điểm bây giờ là hợp đồng của cháu là cũng được là
xong nốt buổi hôm nay rồi. Con xin chân thành cảm ơn những ông bà, cô chú, anh chị trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ thêm bản em này như thế. Cháu xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị trên kênh bản em luôn sức khỏe, ăn phát đạt. Và lời cuối cùng thì để ông nhắn nhủ thêm là cho các bác thôi nhá. Hôm nay thì xong đấy ông ạ, xong tiền cung thợ rồi. Thế ngày mai thì vào lắp cửa là ông nhà ông là chuẩn bị tìm ngày để tân gia đấy. Ông có mong muốn là sau này hoàn thiện nhà thì được đón các bác mạnh thường quân lên nhà ông chơi không? Có. Nhà ông thì hơi xa một chút các bác ạ. Cũng hơi hiểu, làm xong thì có tiền cho thì cũng xong. Xin cảm ơn các bác, các chị giúp được. Tôi cũng là mừng, xin chúc sức khỏe các anh chị tiền thề nhá. Xin cảm ơn. Đấy, thưa các bác, vừa rồi là những cái lời mà tâm sự cuối cùng cùng với lại là chú Toán với lại là anh Phòng rồi. Thì có lẽ là cái video này thì chúng tôi cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác, để cho anh Phòng với lại là chú Toán hoàn thiện thêm là một số những cái chi tiết nữa các bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác nhé.